bên phía đối diện của Bồ Na Bà. Và chúng ta cùng bắt đầu hiệp thi đấu đầu tiên. Ở trong trận đấu này thì Bồ Na Bà sẽ ra sân với 5 cái tên quen thuộc. Thủ môn mặc áo số 2 Khải Văn, số 8 Sĩ Hoàng, số 10 Bảo Nam, số 7 Gia Thái và số 11 Văn Hòa. Trong khi đó, 4-4 sẽ ra sân với thủ môn mặc áo số 1 Minh Khang, số 20 Anh Khoa, số 5 Minh Hải, số 8 Hải Nam và số 14 Gia Bảo. Đây sẽ là cơ hội đầu tiên cho các cầu thủ 4-3. Cú sút đầu tiên. Ngay từ tình huống đầu tiên thì có vẻ như đã có bàn thắng cho 4-3, rất bất ngờ. Ngay từ những giây đầu tiên và trong những cơ hội đầu tiên, trong một tình huống tưởng chừng như không có gì nguy hiểm thì bất ngờ bàn thắng đã đến với các cầu thủ áo vàng. Quá bất ngờ, ngay từ cú đá phạt góc của cầu thủ mặc áo số 7 Gia Thái, có được bàn thắng từ rất sớm chắc chắn sẽ là một lợi thế về tinh thần cho các cầu thủ nhí lớp 4-3. Bảo Nam chuyền về cho Sĩ Hoàng này, hơi mạnh mất rồi. Sẽ có một tình huống đá biên dành cho các cầu thủ 4-4. Một đường căng ngang cắt mặt khung thành của đội bóng áo vàng. Tuy nhiên không hề có một cầu thủ nào bên phía 4-4 có thể băng cắt trong tình huống vừa rồi. Sẽ là đá phạt góc dành cho các cầu thủ áo xanh. Tiếp tục là đường căng ngang vào trong và đã có bàn thắng cho các cầu thủ 4-4, rất bất ngờ. 4 phút và 2 bàn thắng chia đều cho cả hai đội bóng. Và cầu thủ vừa điền tên mình lên bảng tỷ số là anh Khoa với cú đánh đầu quá khó đối với thủ môn Khải Văn. Rất bất ngờ, rất bất ngờ. 1-0 ngay từ phút thứ tư của trận đấu. Và chúng ta cùng các cầu thủ bên phía 4-3 có thể hình mỏng cơm hơn. Tuy nhiên họ lại có được sự lắt léo và kỹ thuật. Vừa rồi là cú sút phạt của cầu thủ đã ghi bàn đầu tiên của trận đấu. Trọng tài cho rằng sẽ là một tình huống đá phạt lên dành cho các cầu thủ áo vàng. Có vẻ như là đó là một tình huống. Và vừa rồi là một tình huống thủ môn bên phía 4-3 đã dùng tay chơi bóng khi mà cầu thủ đồng đội của mình chuyền về. Và đó là một tình huống đá phạt gián tiếp cho các cầu thủ 4-4. Tuy nhiên với hàng lạ, đây là Trần Thái, vẫn là Trần Thái. Trần Thái và Văn Hòa đang rất siêng cướp bóng ngay từ phần sân nhà của các cầu thủ 4-4. Các cầu thủ nhí áo vàng đang lựa chọn lối chơi pressing tầm cao, cướp bóng ngay từ phần sân nhà, không để cho các cầu thủ, chính xác hơn đây là một tình huống đá biên cho 4-4. Chuyền vào trong, cú sút là quá lệch so với khung thành của thủ môn Khải Văn. Quá khó để cầu thủ bên phía 4-4 có thể tung ra một cú sút được. Đang rất cuồng nhiệt ở ngoài sân bóng, cầu thủ thứ 6 của đội bóng, nguồn động lực tinh thần rất lớn cho các cầu thủ ở trên sân. Vừa rồi là một tình huống qua người rất bình tĩnh của Sĩ Hoàng. Và đây là cơ hội cho các cầu thủ 4-3. Cú sút tiếp theo của Bảo Nam. Cú sút đầu tiên thuộc về cầu thủ mặc áo số 1 Văn Hòa. Một tình huống chọn vị trí đỡ bóng rất tốt. Sau đó là cú sút của Văn Hòa. Bóng đi với lực rất căng nhưng góc sút của anh là quá hẹp. Cơ hội tiếp theo đó thuộc tục là một cú sút nữa của cầu thủ 4-4. Nhưng lần này bóng đã đi hơi cao so với khung thành của thủ môn Khải Văn. Để các cầu thủ 4-4 qua người trong tình huống vừa rồi thì sẽ là một cơ hội rất lớn mở ra cho họ.
Vừa rồi là một tình huống bóng hơi lộn xộn bên phía cầu môn. Bên trong đang là Bảo Nam và Văn Hòa. Có chuyền được vào trong hay không đây? Tình huống đá biên của Trần Thái không thể đưa bóng tới được. Sẽ có một tình huống đá phạt cho cầu thủ 4A4. Cú sút ngay. Cú sút đưa bóng đi quá lệch so với khung thành của thủ môn Khải Văn. Không có gì nguy hiểm. Bóng đá phạt này cho các cầu thủ 4A3. Không, chính xác hơn là Sĩ Hoàng. Cú sút ngay của Sĩ Hoàng ngay sau đây. Một cú sút với lực đi rất căng của Sĩ Hoàng. Chúng ta cùng xem lại một cú sút rất chính xác của cầu thủ mặc áo số 8. Đáng tiếc là cầu thủ phòng ngự bên phía của 4A4 cũng đã đứng ở vị trí chắn cồn và chắn luôn cả đường bóng của Sĩ Hoàng. Mất bóng nguy hiểm này. Cú sút ngay. Cú sút vừa rồi là của cầu thủ áo số 5 Minh Hải. Quyết định bắt một chạm và sút luôn. Đường truyền vào trong. Không thể vượt qua được hàng phòng ngự dày đặc của 4A4. Chắn giữ trước khung thành của thủ môn Minh Khải. Tiếp tục là một đường truyền vào nữa, nhưng lần này bóng được truyền cho Trần Thái. Vẫn là Trần Thái truyền cho Văn Hòa. Cơ hội cho 4A3. Nỗ lực của Trần Thái không thể giúp cho anh có được một tình huống dứt điểm trong tình huống vừa rồi. Trần Thái và Văn Hòa đang là cặp đôi làm mưa làm gió cho hàng phòng ngự của bóng đang trong chân cầu thủ áo vàng. Đây là Trần Thái, cơ hội cho cầu thủ 4A3. Cú sút của Trần Thái đã đi trúng vào vị trí của thủ môn Minh Khảng, rất đáng tiếc. Giá như đó là một đường truyền vào cho cầu thủ đồng đội. Đây là Văn Hòa. Văn Hòa truyền lên cho Trần Thái, cơ hội tiếp theo cho 4A3. Chỉ hai đường bóng thôi, Văn Hòa và Trần Thái đã tìm thấy nhau. Và suýt chút nữa thì pha phối hợp rất đơn giản của Văn Hòa và Trần Thái đã giúp cho càng thấy được sự ăn ý giữa cầu thủ mặc áo số 7 và cầu thủ mặc áo số 11 bên phía 4A3. Hai cái tên rất nguy hiểm với hàng phòng ngự của 4A4. Tiếp tục đây là Trần Thái truyền vào trong. Cơ hội tiếp theo cho 4A3. Và trọng tài cho rằng đã có một tình huống chạm tay trong pha bóng vừa rồi. Một tình huống mà cầu thủ phòng ngự của 4A4 phá bóng lên và nghĩ tới bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Văn Hòa đang là người đứng trước bóng. Bên phải đang có Sĩ Hoàng sút ngay. Quá đáng tiếc, một tình huống phối hợp rất bài bản của các cầu thủ 4A3. Trần Thái truyền cho Sĩ Hoàng và Sĩ Hoàng sút ngay bước 1. Đáng tiếc là bóng đã đi hơi cao so với khung. Đây là cơ hội phản công cho cầu thủ 4A3. Có vẻ như Gia Thái đã hơi chần chừ trong tình huống này. Gia Thái đang tìm kiếm người đồng đội Văn Hòa của mình. Nhưng trong tình huống vừa rồi thì Văn Hòa đang ở phía sau. Quả người rất khéo léo của Văn Hòa. Một tình huống mà các cầu thủ của 4A4 đã chớ luôn rồi. Chỉ một cái lắc bóng thôi, cầu thủ thuộc lò U11 Việt Gồn đã đi bóng qua rất dễ dàng. Và đúng lúc này thì trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc 40 phút thi đấu chính thức của chúng ta.
Và đến lúc này thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào loạt sút penalty may rủi để quyết định đội bóng xuất sắc hơn giành quyền vào vòng chung kết. Áp lực của tình huống sút bóng đầu tiên, pha penalty đầu tiên, và Gia Thái không một sai lầm nào, không mắc một sai lầm nào, và 1-0 cho bốn A3. Đó là bản lĩnh của Gia Thái. Tiếp theo sẽ là lượt sút của các cầu thủ 4A4. Hải Nam sẽ đối đầu với Khải Văn. Hải Nam, một bàn thắng không thể đỡ của Hải Nam. Cú sút quá hiểm hóc, không có một cơ hội nào cho Khải Văn. Một tình huống sút bóng vào góc chữ A. Tiếp theo người sẽ thực hiện tình huống này là Văn Hòa. Không vào rồi. Quá đáng tiếc cho các cầu thủ 4 à bà. Chúng ta thấy được áp lực của trên chấm penalty là như thế nào. Áp lực quá lớn đè nặng lên những đôi vai của các cầu thủ nhí của chúng ta. Và Văn Hòa đã thực hiện không thành công pha bóng penalty này. Chúng ta cũng phải kể tới sự xuất sắc của thủ thành Minh Khang. Và tiếp tục là một tình huống thực hiện penalty không thành công nữa của 4A4. Và tỷ số vẫn là 1-1 sau 2 lượt sút. Quá gay cấn. Lần này sẽ là Sĩ Hoàng. Sĩ Hoàng sẽ đối đầu với Minh Khang. Bản lĩnh của Sĩ Hoàng. Và đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ 4A3. 2-1. 2-1 cho 4A3. Và đây sẽ là cơ hội để 4A4 có thể khuôn mình cách biệt. Rất căng thẳng, rất gay cấn. Cú sút và không vào. Chính xác hơn là đã vào rồi. Chúng ta cùng chờ đón quyết định của trọng tài. Đang có những tranh cãi trong tình huống này. Quyết định đầu tiên của trọng tài là không thành công. Nhưng sau đó đã có những tranh cãi. Đã có bàn bạc trong tổ trọng tài. Và cuối cùng thì quyết định là bàn thắng đã được công nhận. Tỷ số là 2-2. Một màn đá penalty rất kịch tính, rượt đuổi nhau, rất gay cấn. Và vừa rồi là tình huống đá penalty không thành công của cầu thủ 4A3. Minh Khang đang rất chắc chắn trước cầu môn của 4A4. Lần này thì cờ sẽ về tay của cầu thủ áo xanh. Cơ hội của họ quyết định trận đấu. Liệu có thể thành công hay không đây? Cú sút và không vào. Hai cú sút không vào liên tiếp của cầu thủ của cả hai đội bóng. Và sau 4 lượt sút thì tỷ số vẫn đang là 2-2. Một màn rượt đuổi ngoạn mục. Và chúng ta thấy được sự nổi bật của cả hai thủ môn bên phía 4A3 và 4A4. Người hùng của cả hai đội bóng. Chúng ta thấy được áp lực đang đè nặng lên vai các cầu thủ nhí là lớn như thế nào. Tiếp tục là cơ hội thuộc về 4A3. Cú sút và không vào rồi. Chuyện gì đang xảy ra đây? Liên tiếp là những tình huống sút penalty không vào của cả hai đội bóng. Minh Khang và Khải Văn đang thi đấu quá xuất sắc trong loạt penalty cân não này. Cơ hội tiếp tục thuộc về 4A4. Tiếp tục là một cơ hội định đoạt trận đấu nữa. Và tiếp tục không vào. Quá gay cấn.
quá xuất sắc, đó là Khải Văn. Hai thủ môn đang chứng tỏ thực lực của mình trên loạt penalty. Liên tiếp là những tình huống cản phá rất xuất sắc của thủ môn của cả hai đội bóng. Sau 5 lượt sút, tỷ số của chúng ta vẫn đang là 2-2. Đây là Văn Hòa. Lần này thì Văn Hòa đã thành công rồi. Không còn gì để nói nữa. Cầu thủ đã thi đấu rất xuất sắc trong suốt 40 phút của chúng ta. Tình huống đá xịt penalty phía trước cũng chỉ là một tình huống lỗi mà thôi. Lần này nếu 4-4 không thực hiện thành công thì tấm vé vào vòng chung kết sẽ thuộc về 4-3. Và vào rồi. Tỷ số là 3-3. Quá ngày cấn. Chúng ta đang đưa nhau vào loạt sút thứ 7 của loạt penalty này rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì đến sáng mai chúng ta mới quyết định được tấm vé vào chung kết mất. Và tiếp tục là một tình huống sút penalty không thành công nữa của cầu thủ 4A bà. Quá bất ngờ. Thủ thành của cả hai đội bóng đã thi đấu quá xuất sắc, quá xuất thần trong loạt penalty này. Và cơ hội một lần nữa thuộc về các cầu thủ 4A4. Chúng ta cùng chờ xem. Lại không vào nữa rồi. Chuyện gì đang xảy ra trên sân bóng trường tiểu học Văn Yên đây? Loạt sút thứ 8 rồi. Cả hai đội bóng đang thể hiện mình không hề kém cạnh. Và vừa rồi là một tình huống sút bóng không thành công nữa. Tiếp tục là sút penalty không thành công đến từ vị trí của cầu thủ 4 nào à. Áp lực là quá lớn. Lần này sẽ là cơ hội để 4A4 quyết định định đoạt được tấm vé vào vòng chung kết. Liệu các cầu thủ 4A4 có thể thực hiện thành công hay không đây? Và vào! Chúc mừng các cầu thủ 4A4. Họ đã là đội bóng chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Mặc dù 4A3 có vẻ là đội bóng lấn lướt hơn trong 40 phút của trận đấu, nhưng đến loạt penalty may rủi thì 4A4 đã thể hiện họ là đội bóng may mắn và đội bóng có bản lĩnh hơn. Chúc mừng 4A4 và cũng chia buồn với các cầu thủ 4A3. Họ vẫn còn các cơ hội ở những năm tiếp theo. Và đúng lúc này chúng tôi cũng xin phép kết thúc buổi thảo luận trực tiếp của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.